Một, đạo trời có 10 quy tắc không thể phá vỡ. Rất nhiều người sau khi biết hối hận cũng không kịp. Trong cuộc sống hiện đại đầy lo toan và áp lực, việc tìm được sự bình yên trong tâm hồn dường như trở thành một điều xa xỉ. Nhưng người xưa đã để lại cho chúng ta những bài học quý giá, chỉ rõ cách để giữ lòng không phiền muộn, sống an yên giữa dòng đời biến đổi. Bạn có muốn biết bí quyết để tránh những tai họa do sự đa nghi và bất an Hãy cùng lắng nghe 10 quy tắc không thể phá vỡ của thiên đạo để tìm thấy chìa khóa cho hạnh phúc thực sự và cuộc sống không hối tiếc. Thưa quý vị và các bạn, trải qua hàng nghìn năm trong kiếp nhân sinh, người xưa đã tích lũy và để lại kinh nghiệm sống với rất nhiều lời khuyên dạy cho hậu thế. Mỗi lời dạy đó đều là những lời quý báu, là những bài học vô cùng sâu sắc, là những chân lý lưu truyền từ xa xưa. Hạnh phúc lớn nhất của mỗi người chính là giữ được lòng mình không phiền muộn tai họa lớn nhất của mỗi người. Dù đáng sợ đến đâu, cũng không bằng việc để lòng mình dao động. Người ta thường nói, giữ lòng bình yên thì không phiền hà, còn lòng bất an thì dễ sinh nghi ngờ. Nguồn gốc của thị phi thường ở sự đa nghi của con người. Đa nghi làm bất lợi cho việc qua lại và sống giữa người với người. Khi chúng ta phải vất vả cực nhọc kiếm sống vì những chuyện vụn vặt vướng víu xung quanh, ta mới hiểu được rằng bình an, vô sự là hạnh phúc lớn nhất và ta cũng hiểu rằng những lúc tâm yên tĩnh, ổn định mới hiểu được hiểu lầm chính là tai họa lớn nhất của đời người. Hãy cùng nhau nghe và chiêm nghiệm về 10 quy tắc không thể phá vỡ của Thiên đạo sau đây để sống một cuộc đời an yên và không phải hối hận nhé. Quy tắc thứ nhất, lưu thủy bất tranh tiện nghĩa là dòng nước không tranh nhau chảy. Lão Tử nói, thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật mà không tranh giành. Nước giúp đỡ vạn vật mà không tranh giành danh lợi không cao thấp, cũng không tự cho mình là hiểu biết, lại không khoe khoang bản thân. Chính vì không tranh giành với vạn vật nên nước không có oán hận. Quy tắc thứ hai, kỳ thị dục thâm giả kỳ thiên kỳ thiện ý nghĩa là, nếu một người có quá nhiều dục vọng, thì trí tuệ của bản thân sẽ bị che mở, mất ý chí, trở nên mờ mịt, ham muốn quá nhiều hại thân. Tham lam hưởng thụ dễ là mất đi trí tuệ và gieo mầm tai họa cho chính cuộc sống của bản thân. Quy tắc thứ ba, quân tử chi mệnh bất toán mệnh nghĩa là người quân tử hiểu vận mệnh nhưng không đoán mệnh. Vạn sự, vạn vật đều có thời, có vần. Không biết mệnh trời thì không thể làm người quân tử. Không biết lễ thì không tự lập thân. Không biết chữ tín thì không hiểu được người. Khi hiểu rõ mệnh con người, lòng sẽ không còn hoài nghi. Từ đó đón nhận mọi thứ tự nhiên. Quy tắc thứ tư, nhân hữu thiên toán, thiên tắc nhất toán có nghĩa là con người tính toán vạn lần cũng không bằng trời tính một lần. Thiên tắc nhất toán là tính toán dựa trên lượng đức của mỗi người, đức nhiều thì được hưởng nhiều phúc, còn đức ít, nghiệp nhiều thì dù tính toán đến đâu cũng không thành, có khi còn mang họa vào thân. quy tắc thứ năm về nhân tình thế thái, bất nghi thái chân, thế tình khá lãng loãn, nhân diện chụp cao đề, có nghĩa là trong thế gian nhân tình thế thái theo cảnh ngộ mà nóng lạnh, cao thấp mà biến đổi. Hiểu điều này sẽ giúp ta biết coi nhẹ sự thay đổi của nhân tình thế thái, giữ sự bình thản, đối đãi với người một cách chân thành. Quy tắc thứ sáu, trực mộc tiên phạt. Cam tỉnh tiên kiệt có nghĩa là cây thẳng dễ bị đốn trước, giếng ngọt dễ bị cạn trước, người nổi trội sẽ bị ganh ghét. Vì vậy cần giữ khiêm tốn, không khoe khoang tài năng để tránh chuốc họa vào thân. Quy tắc thứ bảy, trung hòa là phúc. Cực đoan là tai họa nghĩa là người có tâm thái trung dung là người có phúc. Còn người cực đoan, cố chấp dễ gặp tai họa, tự rước lấy khó khăn. Quy tắc thứ tám, tiểu sử vi phúc. Đa tâm chiêu họa nghĩa là ít chuyện là phúc, đa nghi là tai họa. Hạnh phúc lớn nhất của đời người là không có chuyện phiền muộn. Tai họa lớn nhất là sự đa nghi vì sự nghi ngờ thường sinh ra thị phi và bất lợi trong quan hệ giữa người với người. Quy tắc thứ 9, chân bất lý nguyễn. Nhã bất liên tục nghĩa là thật và ảo, cao thượng và dung tục tồn tại song hành. Nhân sinh như mộng, như hoa sen sống gần bùn mà chẳng hôi tanh. Đơn giản mà thanh cao chính là tận cùng của sự tao nhã. Quy tắc thứ 10, lưỡng niên học thuyết. Thoại nhất bối từ học nghĩa là hai năm học nói, Cả đời học im lặng, trong đối nhân xử thế, động không bằng tĩnh, nói không bằng im lặng. Đôi khi trong cuộc sống, im lặng còn quý hơn nói năng. 2. Tam quốc diễn nghĩa tiết lộ 8 điều cấm kỵ trong cuộc sống cần phải tránh để không gặp họa thiệt thân. Tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa giống như một bản anh hùng ca về sự dũng cảm, mưu lược, tấm lòng trung nghĩa của các vị anh hùng hào kiệt thời loạn thế phân tranh mà hậu thế khi đọc vẫn phải thấy cảm kích và thu nhận những bài học quý giá cho chính mình nhà văn kim dung đã từng nói ảnh hưởng xã hội của tam quốc diễn nghĩa vượt xa so với giá trị văn học của nó tam quốc diễn nghĩa viết về lịch sử nhưng lại phơi bày nhân tính đến nay vẫn có ý nghĩa vô cùng to lớn có thể nói đó là gợi ý sống và cũng là sách giáo khoa trường đời một bộ tam quốc diễn nghĩa nhìn xa có vẻ đều là chuyện quốc gia đại sự nhưng suy cho cùng đó lại là thế đạo lòng người trong đó ẩn chứa tám điều đại kỵ lớn mà hậu thế cần phải cảnh giác phòng tránh bởi nếu phạm phải hậu quả sẽ khôn lường ngựa có xích thố người có lã bố ai đã từng xem và đọc tam quốc diễn nghĩa chắc hẳn đều nghĩ lã bố rất giỏi thế nhưng trong đám quần hùng đấu võ ấy lã bố không những không công thành danh toại mà ngược lại bị lâm vào bước đường cùng bỏ mạng tại bạch môn lầu lã bố là người hữu dũng vô mưu tuy dũng mãnh như hổ nhưng lại không có chiến lược anh minh hay khôn lanh xảo quyệt. Trong mắt chỉ có chữ lợi. Từ cổ trí kim những người như vậy thường không ai có thể ngóc đầu lên được. Mặc dù dũng mãnh số một, thiên hạ vô địch, nhưng lã bố lại đánh mất con át chủ bài lớn nhất cuộc đời đó chính là thành tín. Vì chữ lợi mà lã bố giết nghĩa phụ đinh nguyên. Vì chữ tuyệt, lã bố lại giết tiếp nghĩa phụ đồng chắc. Sau đó lại chuyển sang đầu quân cho viên thuật, trương dương, viên thiệu, tào tháo. Lã bố trước khi bị Tào Tháo xử tội chết đã từng từ chối nói giúp Lưu Bị vì Lưu Bị phản bội lời hứa. Chửi mắng Lưu Bị giặc tài to. Vong ân bội nghĩa. Có lẽ phải đến lúc chết lá bố mới thực sự hiểu nỗi đáng sợ của kẻ bất tín. Khổng tử nói nhân vô tín bất lập. Nghiệp vô tín bất hưng ý chỉ làm người mà không có tín thì không thể đứng được ở đời. Làm ăn mà không có tín thì không thể phát đạt hưng thịnh. Thành tín không chỉ là một phẩm hạnh mà còn là một kiểu trách nhiệm không chỉ là đạo nghĩa mà còn là nguyên tắc. Sẩy chân bạn có thể đứng dậy được ngay lập tức nhưng thất tín có thể sẽ không bao giờ cứu vãn được. Cuối thời Đông Hán phân Tam Quốc, Ngụy Thục Ngô lần lượt xây dựng chính quyền. Nhưng trong Tam Quốc người đầu tiên xưng đế không phải là Tào Lưu cũng không phải là Tôn Quyền mà là Viên Thuật. Viên Thuật xuất thân quý tộc, viên ra nhiều đời làm quan to, kếp nạp môn sinh khắp thiên hạ so với viên thiệu người anh cả cùng cha càng khác mẹ thì viên thuật giống con trưởng cháu trưởng hơn. Xét về lý thì những người như viên thuật chỉ cần có chút trí tuệ là hoàn toàn có thể hô mưa gọi gió trong thời thế loạn lạc của những năm cuối thời Đông Hán. Thế nhưng, viên thuật lại đánh tan nát ván bài tốt đẹp của mình. Tam Quốc Diễn Nghĩa kể lại rằng, trong 18 lộ chư hầu Tôn Kiên là tiên phong dẫn quân thảo phạt đến cùng. Viên thuật phụ trách Tổng hậu cầu liên quân nhưng hắn lại lo sợ thuộc hạ tôn kiên thắng lớn, cố ý chỉ hoãn cung cấp lương thảo. Một tay châm ngỏi khiến liên quân tan rã. Tôn sách mang theo ngọc tỷ truyền quốc nương nhờ viên thuật. Viên thuật có được ngọc tỷ không suy nghĩ gì tự mình xưng đế, biến mình trở thành kế đích của trăm mũi tên. Thực ra dựa vào gia cảnh và thế lực của mình, nếu như viên thuật có thể dốc lòng quản lý, chiêu hiền nạp sĩ, cũng chưa chắc không thể làm nên sự nghiệp lớn thế nhưng hắn lại xa hoa dâm đãng hậu cung phi tần ba nghìn người ai ai cũng ăn trắng mặc trơn trong khi đó binh sĩ dưới trướng và bách tính cai quản lại phải ăn đói mặc rét vậy nên khi chư hầu đánh phạt liền rơi vào kết cục chúng bạn xa lánh tức hộc máu mà chết là người phải biết liệu sức mà làm trí nhỏ mà mưu lớn không kham nổi trách nhiệm cuối cùng chỉ còn nước diệt thân lý tưởng và dã tâm đều phải có nhưng cũng phải có khả năng chống đỡ nhất định như vậy mới có thể tiến xa được cậy tài khi người tự cho mình là đúng ắt rước họa vào thân có lẽ ba tấm gương tẩy liếp minh chứng cho điều này phải kể đến hứa du dương tu và mã tắc hứa du sau khi hiến kế cho tào tháo tấn công vào kho lương của viên thiệu tại ô xào nhờ vào kế sách này mà tào tháo giành được chiến thắng trong trận quan độ tạo đà cho việc thống nhất miền bắc về sau nghĩ công lao mình to lớn nhiều lần hứa du tỏ ra tự phụ bỡn cợt với Tào Tháo, ăn nói hàm hồ, khinh thường tướng sĩ, cuối cùng bị hứa trừ một hổ tướng được Tào Tháo tín trọng, trong lúc không nhẫn nhịn được đã rút kiếm lấy mạng hứa du. Hứa du tự cao tự đại, ngạo mạn kiều căng, nên sau cùng đã tự rước họa vào thân. Về phần dương tu cũng không khác hứa du là bao. Cũng cậy tải khoe tải hết lần này lần khác làm cho Tào Tháo nhiều lần mất mặt trước binh sĩ cuối cùng khép vào tội bảy điều làm loạn lòng quân mà đem đi chém. Má tắc hay má tốc của Thục Hán cũng vậy, cũng có kết cục giống như hứa du và dương tu cậy mình tinh thông binh pháp, kiều căng tự phụ, bảo thủ, không nghe lời tổng tư lệnh ra các lượng cùng tham mưu can gián của phó tướng Vương Bình, tự ý thay đổi tác chiến cuối cùng để mất nhai đình và bị xử trảm theo quân lệnh trạng. Khi khổng tử thỉnh giáo lão tử, ông được lão tử dạy rằng, thời nay, kẻ thông minh mà sâu sắc, sở dĩ gặp nạn, thậm chí dẫn đến cái chết, là do hay chê cái sai của người, kẻ giỏi hùng biện lại thông hiểu sự việc, sở dĩ gặp họa liên miên, là do hay vạch ra cái xấu của người, là bậc làm con, đừng cho mình là cao, là bậc bể tôi, đừng cho mình là hơn, mong ông nhớ kỹ. Khổng tử bái lại nói, học trò nhất định ghi nhớ trong lòng. Quả thật trường hợp của hứa du dương tu và mã tốc đúng là như lời của cụ nguyễn du trong truyện kiều đã viết có tài mà cậy chi tài chữ tài liền với chữ tai một vần sử ký nói quân tử dĩ khiêm thoái vi lễ người quân tử lấy cung kính nhường nhịn làm lễ đức khiêm luôn coi mình là người kém cỏi về mọi mặt người tử tế luôn biết thận trọng giữ mình từ những điều nhỏ trong đức hạnh mọi hành vi cử chỉ lời nói đều cẩn trọng vì thế ở đời dù có là người tài năng đến mấy cần phải học được đức khiêm để phòng họa cho bản thân cổ nhân có câu khi cáu giận không được trừng phạt người quá đáng khi vui mừng không được ban cho người quá nhiều là người không thể không có cảm xúc nhưng tuyệt đối không được bị cảm xúc chi phối trương phi uy mãnh chính là một ví dụ sống mặc dù trong cuộc đời gặp không ít hào quang nhưng tính cách nóng nảy lại trở thành một lạch trời mà cả đời trương phi khó lòng vượt qua được Trương Phi nóng nảy đánh đốc biêu khiến ba huynh đệ vừa mới ổn định lại phải lưu vong thiên hạ. Trương Phi đánh tảo báo nhạc phụ của lá bố khiến lá bố từ thế bị động trở thành chủ động chiếm mất từ châu. Vô cớ đánh mất cơ hội tốt để phát triển. Và lần trí mạng nhất đó là khi nghe tin quan vũ bị giết. Trương Phi phẫn nộ nóng lòng muốn báo thù nên sắp xếp cho hai thuộc hạ của mình là Phạm Cương. Trương đạt một nhiệm vụ không thể hoàn thành trong vòng ba ngày phải gấp rút chuẩn bị cờ trắng giáp trắng khởi quân phạt ngô nếu không sẽ bị trừng trị theo quân lệnh phạm cương trương đạt chỉ biện minh đôi câu liền bị đánh đập dã man cuối cùng phạm cương trương đạt không thể chịu nhịn nhân lúc trương phi say rượu ngủ say đã sát hại cắt lấy thủ cấp của trương phi chạy trốn sang ngô xin hàng tôn quyền chúng ta không phủ nhận thực lực lớn mạnh của trương phi vốn có thể là anh hùng cái thế nhưng lại kết thúc trong sự uất ức khiến nhiều người phải thồn thức sụt sùi. Hồ Thích nói rằng, thứ đáng ghét nhất trên thế gian này không gì bằng mặt trương phi, điều hạ lưu nhất trên thế gian này không gì bằng mang vẻ mặt tức giận cho người khác xem. Điều này còn khó chịu hơn cả việc bị chửi đánh. Không có ai sinh ra vốn đã tự kiềm chế được cảm xúc của mình. Chỉ có những người thông minh có trí tuệ thực sự mới luôn luôn nhắc nhở mình không được chết trong sự xấu tính. Thay vì bực tức hãy lấy bực tức làm động lực phấn đấu chỉ có kẻ ngốc mới tức giận còn người thông minh sẽ bình tĩnh vươn lên tính cách phải tốt thì phước đức mới bùa vây lấy bạn chỉ khi kiềm chế được tính nóng này và xử lý mọi việc một cách bình tĩnh thì ta mới có thể tiến xa hơn trên đường đời tam quốc diễn nghĩa chu du được mô tả là vị tướng tài thông thạo quân sự và âm nhạc là nhà chỉ huy quân sự kiệt xuất nhất của đông ngô thời tam quốc có uy tín trong toàn quân nhưng lại có nhược điểm là đố kỵ vì thua kém tài Gia Cát Lượng nên luôn tìm cách hãm hại nhân vật này. Ông không cho phép ai thông minh và tài giỏi hơn mình, và Gia Cát Lượng tình cờ trở thành người giỏi hơn ông. Điều này khiến ông cảm thấy ghen tị. Tình tiết hư cấu không có trong sử sách nhưng được nhắc đến trong Tam Quốc Diễn Nghĩa đã mô tả về cái chết của Chu Du, bị Gia Cát Lượng bảy kế chọn tức ba lần, khiến vết thương tái phát, hộc máu mà chết trước khi chết chu du còn ngửa cổ lên trời mà than rằng trời đã sinh ra du sao còn sinh ra lượng cái chết nổi tiếng của nhân vật này để lại cho người đời bài học sâu sắc về hậu quả của sự đố kỵ ngoài đời thật khó ai mất mạng như chu du nhưng cảm xúc tiêu cực tự hạ thấp bản thân mình tạo áp lực bằng cách so sánh với người khác sẽ khiến chúng ta ngày càng mệt mỏi và không thể phát triển được Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị. Người ghen tị không thể nhìn thấy lòng tốt của người khác và không thể chịu đựng được người khác mạnh hơn mình. Người luôn đố kỵ với người khác là những người hay phải chịu phiền não và thua thiệt. Những cái mà họ cho là động lực hơn người ấy đôi khi lại là con dao hai lưỡi quay lại chĩa mũi nhọn vào họ, có thể họ sẽ tiến lên. Nhưng những tổn thất không phải lúc nào cũng nhìn thấy được nếu bình chọn câu nói có sức tổn thương lớn nhất trong tam quốc diễn nghĩa thì câu nói sau đây ắt sẽ đứng hàng đầu hổ nữ sao có thể gả cho khuyền tử người nói ra lời này không phải ai khác chính là võ thánh quan vũ người ta tôn quyền lấy danh nghĩa là chủ một nước hạ cố đến cầu thân từ chối khéo thì đã đành đằng này lại phát ngôn ngông cuồng ra vẽ mỉa mai khiến tôn quyền mất hết thể diện đồng thời tự ươm mầm họa đánh mất mạch thành thực ra từ tác phong thường ngày của quan vũ có thể thấy ông là một người tự tin cực độ, cũng là người vô cùng tự phụ. Ôn tiểu trạm hoa hùng, quá ngũ quan trạm lục tướng, giết nhan lương, trạm văn xú. Gần như trước tất cả những đối thủ đã gặp quan vũ đều nắm chắc phần thắng trong tay, dè biểu và khinh thường. Hay thậm chí như Hoàng Trung tuổi tác đã cao trong tay không chút lợi thế nhưng vẫn giữ thái độ khinh thường không thèm điếm xỉa nhất là thái độ đối xử với Lưu Phong khi Lưu Bị khi nhận Lưu Phong làm con nuôi. Quan Vũ phản đối ngay thẳng thừng trước mặt, sau đó đối xử cũng chẳng ra gì. Để Lưu Bị phải đẩy hắn tới Thượng Dung có người từng nói rằng kiêu ngạo tự mãn là một cái bẫy đáng sợ của chúng ta. Nhưng cái bẫy đó lại là do chính chúng ta tự tay tạo ra. Quan Vũ cậy tài khinh người, không nể mặt ai chút nào. Điều này không chỉ khiến Quan Vũ bị tôn quyền báo thủ tư một chữ chạm không chút nương tình quyết định số mệnh của quan vũ mà còn khiến Lưu Phong đứng ngoài cuộc. Sống chết bỏ mặc Dương mắt nhìn anh hùng quan vũ chính thức hạ màn. Phật ngữ có câu, sinh như hạt cải có tu di. Tâm như cát bụi chứa đại thiên. Lòng người giống như hạt cải. Cát bụi trông thì nhỏ bé nhưng lại chứa cả thế giới bao la. Khi trong mắt bạn có người khác thì trong tâm bạn ắt có đường. Tương lai ắt sẽ sáng viên thiệu tự bản sơ xuất thân cao quý gia tộc có tứ thế tam công tức là bốn đời trước của viên thiệu đều là tam công là một trong những thế lực chư hầu hùng mạnh nhất vào cuối thời đông hán vào thời gian đầu ông là đối thủ mạnh nhất của tào tháo lúc đó chỉ làm chủ duyện châu yếu thế hơn hẳn thế nhưng sau thất bại ở trận quan độ thế lực của ông đã bị tào tháo thôn tính hoàn toàn sau đó và cũng vì chiến thắng này mà tào tháo trở thành sứ quân hùng mạnh nhất trung quốc lúc bấy giờ trong lịch sử ông được mô tả là có tính tình nhu nhược hay trần trừ không quyết đoán và không giỏi mưu lược bên cạnh đó ông lại hay nghi kỵ những mưu sĩ của mình như điền phong hứa du cho nên dù thanh thế lớn nhưng vẫn thất bại trước một người trọng nhân tài và đa mưu như tào tháo do dự và thiếu quyết đoán. Đã xác định rằng dù viên thiệu có quyền lực đến đâu thì viên thiệu cũng khó có thể đạt được đại nghiệp của mình. Trong Tam Quốc Chí, sử gia Trần Thọ ghi lại lời Tào Tháo nhận xét về viên thiệu như sau. Viên thiệu chí lớn nhưng trí nhỏ, hung hãn nhưng gan bé, nghi kỵ nhỏ nhen, nhân duyên không ra gì. Nội bộ viên thiệu binh nhiều nhưng lộn xộn. Tướng kiêu nhưng khó thống nhất Trần Thọ bình luận về viên thiệu trong Tam Quốc Chí như sau ngoại khoan trong kỵ mưu hay không quyết có tài mà không dùng được nghe thiện mà không nạp được phế đích lập thứ bỏ lễ sùng ái đến nỗi hậu tự điên đảo xã tắc lộn nhào phi bất hạnh vậy xưa hạng vũ không làm theo kế phạm tăng đã mất vương nghiệp thiệu giết điền phong thậm chí còn tệ hơn cả vũ dịch trung thiên trong phẩm tam quốc đã nhận định rằng viên thiệu ngu xuẩn cố chấp vào bừa bãi nói ra là ba nhưng chỉ là một viên thiệu vì làm liều nên mới bảo thủ vì bảo thủ mới ngu xuẩn lại vì ngu xuẩn nên mới bừa bãi viên thiệu xuẩn ở chỗ không tự biết mình vì không tự biết mình thiệu mới làm bừa cho rằng mình là thiên hạ vô địch vì vậy mới ngu xuẩn vì ngu xuẩn mới cho rằng quyết sách của mình là anh minh vì vậy mới bảo thủ vì bảo thủ thiệu không nghe bất kỳ ai nên mới thất bại do dự dẫn đến tai họa chỉ có một vài bước tiến trong cơ hội của cuộc đời và một thời điểm quan trọng khi bạn trần trừ nán lại những người khác đã chạy trước bạn nắm bắt cơ hội và giành thế chủ động là đàn ông có chính kiến của mình dám làm dám quyết trong nhiều trường hợp sự chủ động trong cuộc sống nằm ở ý kiến và quyết định của chính bạn nhân vật phản diện số một trong tam quốc không ai khác ngoài đồng trác Sử học gia Bình phẩm Đồng Trác là kẻ đào mộ của Đại Hán. Trong Tam Quốc diễn nghĩa, Đồng Trác được mô tả là một viên tướng bất tài về quân sự, tham lam, tàn bạo và háo sắc, đúng hệt với câu nói đức không xứng vị, tất có tai ương. Năm 189 sau đại loạn thập thường thị, Đồng Trác gia nhập chủ miếu đường trở thành quyền thần dưới một người trên vạn người. Thông thường con người ta sau khi có được quyền lực rất dễ bành trướng chỉ cần không để ý chút là phần ác trong nhân tính con người liền bộc lộ rõ rệt. Đồng Trác dĩ nhiên không phải ngoại lệ. Hắn giết tiểu hoàng đế Lưu Biện, lập Lưu Hiệp làm Hán Nam đế, một tay che trời, sau đó chiếm đoạt hậu cung, hoàng dâm vô độ. Tất cả những người đưa ra ý kiến phản đối đều bị Đồng Trác cho là loạn thần tặc tử, mặc ý tàn sát. Đúng như những gì mà cổ nhân đã nói người được lòng dân ắt có được thiên hạ nhân phẩm của đồng trác quyết định vận mệnh của hắn. Sau 18 lộ chư hầu nổi dậy chống lại, đồng trác bị nghĩa tử lá bố chém giết. Thông tin về cái chết của đồng trác khiến binh sĩ hô vang vạn tuế. Bách tính múa hát tương bừng. Rất nhiều người đổi châu báu lấy rượu thịt để ăn mừng. Hoàng Phủ Tung càng quyết tâm tận diệt tịch thu tài sản và chu di tăng tộc đồng trác. Xác của hắn bị vứt lề đường. Đủ để thấy tội ác tày trời của đồng trác khiến cả người cả thần đều căm phẫn. Kinh dịch có câu, khôn mang trọng trách của đất. Người quân tử lấy đức giày để nâng đỡ vạn vật. Đức hậu mới có thể chuyên trở vạn vật. Người bạc đức khó nhích nổi nửa bước. Kim Dung đã từng nói, nhân vật và sự kiện lịch sử phải đặt vào trong hoàn cảnh lịch sử khi đó để xem. Quan điểm chính trị. Ý thức xã hội luôn luôn thay đổi nhưng nhân tính lại biến động vô cùng nhỏ. Nếu bạn thấy video này có tính ứng dụng thực thế hãy bình luận số 9 không thực tế bình luận số 0. Điều đó có ý nghĩa rất lớn với chúng tôi. Cảm ơn thời gian quý báu của bạn. 3. Năm câu nói kinh điển của Tư Mã Ý, nếu biết tận dụng sẽ có lợi cả đời. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Kính thưa quý vị và các bạn, trong cuộc đời mình, Tư Mã Ý có hai đối thủ lớn nhất là Dương Tu và Gia Cát Lượng. Tư Mã Ý là nhà chính trị nhà quân sự phục vụ nước Tào Nghị thời kỳ Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông cũng là người đặt nền móng cho nhà Tây Tấn thay thế nhà Ngụy. Sau đây là năm câu nói nổi tiếng của ông, để chúng ta có thể sử dụng cả đời. Thứ nhất, người không được hèn, nhưng cũng không thể không biết kính sợ. Phải biết kính sợ đối thủ của mình. Sau khi tào sảng ngày càng hoành hành, độc đoán, chuyên quyền, thao túng quyền lực, Tào Tháo đã thăng chức cho Tư Mã Ý làm thái phó. Thực chất là muốn kiểm soát ông. Đối mặt với hàng loạt sự việc ép buộc, người học trò của Tư Mã Ý là Trọng Hội đã khuyên thầy nên phản kháng. Nhưng Tư Mã Ý không hành động gì. Ông chọn sự nhẫn nhịn, thể hiện bản lĩnh. Điều này không phải là hèn nhát mà là biết kính sợ đối thủ. Thứ hai, tránh đèn đá trọi đá với đứa ngu. Con người sống trên đời khó tránh được việc phải đối diện với kẻ ngu phải học cách cúi đầu trước chúng. Câu nói này phản ánh sự thông tuệ của Tư Mã Ý khi biết nhún nhường trước sự ngu ngốc và những tranh chấp không đáng. Câu nói thứ ba, tôi chỉ muốn chọn đời chọn kiếp tay tôi nằm trong tay phu nhân. Tư Mã Ý là người sợ vợ, thậm chí ông còn phát huy tình cảm ấy đến mức muốn suốt đời phụ thuộc vào vợ. Điều này thể hiện sự tình nghĩa trong gia đình, một giá trị mà ông luôn giữ. Thứ tư, thần trước giờ không có kẻ địch chỉ nhìn thấy bạn bè và những người thầy. Trong cuộc đời của Tư Mã Ý, ông luôn coi đối thủ như những người thầy. Khi ra Cát Lượng qua đời, Tư Mã Ý đã kính cẩn tế lễ, bày tỏ lòng tôn trọng đến đối thủ cũ. Câu nói thứ năm, thua mà không đau, thua mà không nhục. Cái cần học trước tiên là giỏi thua. Sau khi thất bại trước khổng minh, ông đã truyền dạy con cái rằng thua mà không nhục mới là người chiến thắng sau cùng ngoài ra còn có những bài học xử thế khác được rút ra từ trí tuệ cổ nhân thứ nhất chế ngự lòng tự ái cá nhân có câu giữa trốn ba quân có thể đoạt được vương ấn nhưng không thể đoạt được ý chí của kẻ thất phu tự ái là nguồn gốc của nhiều chuyện đáng tiếc tôn trọng kết tôi của một người chính là bí quyết giúp bạn thu phục họ đặc biệt nếu bạn là người quản lý thứ hai chữ lễ bí ẩn của lòng thiện điều không muốn làm với mình thì đừng làm với người khác Lễ là sự nhún nhường, tránh làm tổn thương tự ái người khác, tuyên dương cái hay cái đẹp của người khác. Thứ ba, đừng cậy tài. Khoe khoang sự thông minh của mình có thể khiến người khác ganh ghét. Người khôn khéo là người biết lùi lại, giữ vẻ bình thường, sống âm thầm. Thứ tư, chọn tình chọn nghĩa. Trong giao tiếp, người ta quý trọng nhất là sự chân thành. Không phải lúc nào cũng nhắc nhở đến ân nghĩa với người khác. Thứ năm, Nhu Thắng Cương. Người có trí lớn không cần nóng này khi gặp chuyện trái ngang. Chỉ có người điềm tĩnh, biết nhẫn nhịn mới có thể đạt thành công lâu dài. Thứ sáu, biết là sống hơn chết giả. Người thông minh, hiểu biết thường giữ cho mình sự giản dị và biết lúc nào nên tiến lui. 4. Thuật nhìn người của cao nhân xưa, bốn đạo lý năm cách nhìn, sáu kiểm nghiệm, bảy quan sát kết giao nhiều người không chỉ khiến bản thân mệt mỏi, mà còn có thể gặp phải tai ương. Con người có nhiều mặt, tự biết mình không dễ, muốn nhìn người lại càng khó. Thay các bậc trí giả thời xưa đều lưu lại rất nhiều câu danh ngôn về thuật những người. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với bốn đạo lý. năm cách nhìn, 6 kiểm nghiệm, 7 quan sát trong thuật nhìn người của các bậc cao nhân thời xưa. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với bốn đạo lý nhìn người của Vương Thiền Lão Tổ và Khổng Tử. Thứ nhất là phúc án kỳ vị, giàu có thì xem việc họ làm. Khi một người giàu có, hãy nhìn vào cách hành xử với của cải của họ. Người giàu mà xa hoa, dâm loạn thì là cái giàu không đức. Người giàu mà trọng đạo nghĩa thì đó là cái giàu mà mọi người đều mong mỏi. Thứ hai là cuốn khán kỳ mất, cuối cùng thì xem việc họ làm. Ý của câu này là giàu sang không thể cảm dỗ, nghèo khó không thể lay chuyển quyền uy không thể khuất phục thứ ba là cư khánh thì sở thân ở thì xem người mà họ kết giao tục ngữ có câu rằng gần mực thì đen gần đèn thì sáng ở bầu thì tròn ở ống thì dài thứ tư là quý khán kỳ cựu khi được tôn quý rồi thì xem người mà họ tiến cử tiếp theo là ngũ thị pháp tức là năm cách nhìn người của lý khôi Nguyễn Văn Hầu từng hỏi Lý Khôi cách chọn tể tướng. Lý Khôi đưa ra năm tiêu chí. Xem cuộc sống hàng ngày. Họ kết thân với ai? Nhìn vào cách họ tiêu tiền khi giàu có. Khi thành đạt. Xem họ bổ nhiệm ai. Khi khốn cùng. Xem việc mà họ không làm. Khi nghèo khó. Xem thứ mà họ không lấy. Đến với lục nghiệm Pháp trong lá thị xuân thu do lá bất vi biên soạn quan sát đối phương khi hoan hỉ để thấy được khả năng tiết chế của họ khi tức giận xem khả năng tự ước chế của đối phương khi sợ hãi xem cách xử lý khi đau buồn kiểm tra phản ứng khi gian khổ xem họ có ôm trí lớn hay không tiếp theo là thất quan pháp bảy cách người của gia cát lượng gia cát lượng đưa ra các cách như lấy việc phải trái để hỏi họ lấy lời cật vấn đến cùng để xem cách ứng biến. Đem mưu kế mà hỏi ý kiến để xem kiến thức. Đặt ra tình huống nguy khốn để xem dũng khí. Đem rượu cho họ uống say để xem tính tình. Dùng việc lợi lộc công danh để xem xét tính liêm chính. Giao phó nhờ cậy để xét sự tín thật. Cuối cùng là bát khảo nghiệm. Tám phương pháp khảo chứng của Khương Tử Nha. Đưa ra vấn đề để xem họ có giải thích được không hỏi một cách tường tận xem sự ứng biến. Dùng mưu kế để xem họ trung thành hay không. Giao cho họ quản lý tài vật để xem họ có liêm khiết. Dùng gái đẹp quyến rũ để xem họ có bản lĩnh không. Giao việc nguy hiểm để xem tinh thần mạo hiểm. Cho họ uống rượu say để xem họ có giữ được thần thái. Kết lại, Tăng Quốc Phiên tổng kết bộ thuật xem tướng qua 8 câu nói, gồm 40 chữ, nhìn vào mắt, môi miệng khí khái tinh thần tay chân và lời nói để biết tính cách một con người năm trên đời có những thứ bạn chỉ có thể gặp mà không thể cầu trên đời có những thứ bạn chỉ có thể gặp mà không thể cầu cố ý cưỡng cầu sẽ lại chẳng có được ngược lại có những thứ ta không hề mong đợi lại thường dễ gặp bởi vậy ta cần phải có một trái tim an nhiên tự tại tất cả đều phải tùy kỳ tự nhiên không oán không hận không cưỡng không cầu con người thì không ai là không từng phạm sai lầm nếu bạn yêu một ai đó sâu đậm thì cho dù trước đây người đó đối xử với bạn như thế nào bất luận họ phạm phải sai lầm gì bạn đều có thể tha thứ cho người đó thậm chí còn thay họ tìm lý do để tha thứ ngược lại nếu như bạn không yêu ai đó thì cho dù họ vô tình nói sai một câu cũng có thể khiến cho hai bên trở mặt chia tay cho nên, nếu như một ai đó chỉ vì một chút sai lầm của bạn mà nói lời chia tay, vậy có thể không phải vì bạn sai mà là người đó không thực lòng yêu bạn. Tha thứ, đó là việc liên quan mật thiết với tình cảm của người đó dành cho bạn. Sự bao dung tha thứ nhiều hay ít, nó hoàn toàn phụ thuộc vào tình cảm mà người đó dành cho bạn. Nó cũng là một mặt thể hiện của tình yêu. Cơ duyên, đó là thứ ta không thể nào nắm bắt được chúng ta chỉ có thể nắm bắt được chính mình chúng ta không thể đoán trước được tương lai nhưng có thể nắm chắc được hiện tại chúng ta không biết được cuộc sống của mình trường thọ được bao nhiêu nhưng có thể an bài cho cuộc sống hiện tại chúng ta không thể khống chế được thời tiết nhưng có thể kiểm soát được thái độ của chính mình bởi vậy hãy sống mỗi ngày bằng cả niềm tin và hy vọng cuộc sống thì có nhiều chuyện cần phải nhẫn nại đời người cũng có muôn vàn những truy cầu cần phải nhẫn có nhiều khổ phải nhẫn có nhiều cái tình phải nhẫn và cũng có nhiều lời cần phải nhẫn nhẫn đối với cuộc sống đó là tầm nhìn đó là cảnh giới của trí tuệ và nhẫn cũng là một kỹ năng sống một biểu hiện của sự giác ngộ từ từ chúng ta sẽ hiểu cuộc sống có nhiều chuyện chỉ có thể gặp mà không thể truy cầu có nhiều thứ đến chỉ một lần từ từ rồi chúng ta cũng sẽ nhận ra rằng khoảng cách xa nhất trên đời này không phải địa lý mà là lòng người có lúc bạn nhận ra rằng người ở bên ta hàng ngày chưa chắc đã là bằng hữu mọi thứ đều có thể diễn ra dần dần rồi chúng ta cũng sẽ hiểu niềm vui thường đến bởi ký ức và đau buồn cũng bởi thực tại khác xa quá nhiều so với những gì mình mong muốn tất cả mọi thứ đến với chúng ta trong đời không phải là tính toán mà ra mà đều là nhờ dùng thiện đãi người mà có cũng không phải cầu mà được nói là tu dưỡng mà thành. Lòng người rộng bao nhiêu thì cuộc sống rộng bấy nhiêu. Chúng ta có thể bao dung được bao nhiêu thì sẽ có được bấy nhiêu. Đối với mọi việc cần học cách nhìn cho thoáng, nghĩ cho thông. Làm người thì cũng cần phải học cách cầm lên được thì cũng phải buông xuống được. Học được cách nhẫn nhịn, biết cách khắc chế bản thân, tiến lùi hợp lý, khiêm nhường khoan dung. Quan trọng hơn nữa, đó là học cách sàng lọc tạp niệm bản thân loại bỏ suy nghĩ vị tư biết nghĩ vì người khác sống không kỳ kèo sống chẳng so đo vạn sự tùy duyên mà đến tùy duyên mà đi nghịch cảnh giúp chúng ta trưởng thành khó khăn giúp chúng ta tỉnh ngộ người khác có thể buông bỏ mình nhưng mình không được phép buông bỏ bản thân ngày tháng của đời người thì mỗi ngày mỗi ít học được cách sống với thực tại với thời gian mới là sáng suốt nhất Người cao thượng là người biết cúi mình trước người khác. Cúi càng sâu thì trí huệ càng nhiều. Sống thì phải sống hết mình với hiện tại. Bởi tương lai thì chưa tới mà quá khứ thì đã qua. Hãy nỗ lực cố gắng đi làm hết khả năng mình có. Thành hay bại là bởi ý trời. Sống không truy cầu là sống một đời tự tại. 6. Rốt cuộc trong cuộc sống này, ai là người sung sướng? Chuyện kể rằng, ở một nhà nọ có nuôi một con trâu và một con chó. Con chó được nằm trong nhà còn trâu phải ở riêng ngoài chuồng. Mỗi ngày trâu đều phải ra đồng cày bừa từ sáng sớm đến trạng vạng tối mới được về. Còn chó chỉ việc nằm ở trước cổng, canh chừng nhà cửa. Một hôm, đi làm về, trâu mệt quá, nằm lăn ra đất thở phì phò. Chó đi ngang qua, thấy vậy bèn phe phẩy cái đuôi, dừng lại hỏi han. Châu đang lúc mệt nhoài, thấy vậy liền nói mát không có ai sung sướng bằng anh chỉ ăn dần nằm chó nghe châu nói vậy liền tiêu ngủ có chút không vui anh tuy phải làm lụng vất vả nhưng lại có giờ giấc sáng đi chiều về tối còn được nghỉ ngơi tắm mát rồi cứ thế lăn ra mà ngủ tôi tuy có vẻ nhàn hạ nhưng nào có được yên giấc nằm lim dim mà trong lòng không yên tài phải luôn ngách lên nghe ngóng canh chừng không dám lơ là công việc nếu ngủ quên hoặc bất cẩn để xảy ra mất trộm thì tôi khó mà sống được anh thấy tôi có sướng không châu nghe nói mới hiểu tình cảnh của chó nghĩ mà thương nên an ủi đúng là anh cũng không sung sướng gì nghe anh nói tôi mới biết cả hai chúng ta đều khổ cả chắc chỉ có lũ chim trời cá nước là sướng nhất tự do tự tại thích đi đâu thì đi không thích đi kiếm mồi thì đi chơi không phải chịu kiếp tôi tớ chim trích đang rỉa lông trên cành xấu. Nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên phân trần. Anh Châu ơi! Anh không biết đấy thôi. Chúng tôi cũng có nỗi khổ riêng của mình đấy. Tuy chúng tôi được tự do tự tại nhưng cũng phải tất bật đi kiếm mồi thì mới có cái ăn. Luôn bị nguy hiểm rình rập. Có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Các anh tuy tù túng một chút nhưng không phải chịu cảnh màn trời. Chiếu đất. Không phải lo cái ăn. Cái mặc. Các anh mới thật là sung sướng. Châu và chó nghe xong liền thở dài, đúng là ai cũng có nỗi khổ của mình. Chẳng ai sướng hơn ai. Con người ta thường có thói quen ngưỡng mộ, ham thích hạnh phúc của người khác nhưng nếu có lúc quay đầu nhìn lại sẽ phát hiện cuộc sống của chính mình đang được người khác ngưỡng mộ. Kỳ thực mỗi một người đều đang hạnh phúc, chỉ là hạnh phúc của bạn thường đang ở trong mắt người khác. Vậy nên, trong cuộc đời này, muốn tạo cho mình một đời sống vui vẻ, thật ra rất đơn giản bạn chỉ cần hai loại nguyên liệu một cách thức sống đơn giản và một trái tim tràn đầy sự biết ơn sống một cuộc sống rất đơn giản là một người thành thật bí quyết của niềm vui chẳng qua chỉ là như vậy mà thôi thay vì phải canh cánh trong lòng với dục vọng không thể làm được chi bằng cảm thấy biết ơn và thỏa mãn với những gì bạn đang có chỉ cần ít ham muốn thì chúng ta sẽ cảm thấy đủ giống như bài thơ thế nào là được sống một kiếp người bình an là được hai bánh bốn bánh đi được là được tiền ít tiền nhiều đủ ăn là được người xấu người đẹp dễ coi là được người già người trẻ miễn khỏe là được nhà giàu nhà nghèo hòa thuận là được ông xã về trễ miễn về là được bà xã cầu nhầu thương mình là được con ngoan con quấy biết nghe là được ăn lành bệnh tật miễn lớn là được tiến sĩ cũng được bán rau cũng được sau khi trưởng thành sống được là được nhà to nhà bé ở được là được hàng hiệu hay không mặc được là được tất cả phiền não biết xả là được bảo thủ cố chấp biết quê là được không phải có tiền muốn gì cũng được tầm tốt việc tốt số mệnh đổi được ai đúng ai sai trời biết là được tích đức tu thân, kiếp sau cũng được. Thiên địa vạn vật, tùy duyên là được, có rất nhiều việc, nhìn xa sẽ được, nói nhiều như vậy, hiểu được là được, vẫn còn chưa hiểu, xem lại là được. 7. Tiếc nuối quá khứ, lo lắng tương lai, bạn sẽ đánh mất niềm vui trong hiện tại. Dưới đây có 5 câu chuyện nhỏ, mỗi một câu chuyện đều không khỏi khiến người ta nghiền ngẫm sâu sắc hãy bỏ ra ba phút và xem một cách kỹ lưỡng nếu như chuyên tâm mỗi câu chuyện biết đâu có thể bù lại một quyển sách hay mà bạn đã bỏ lỡ một giọt mực rơi vào trong ly nước một giọt mực rơi vào ly nước trong ly nước này lập tức đổi màu không thể uống được nữa một giọt mực hòa vào trong biển cả biển cả vẫn là biển cả với màu xanh của biển tại sao vậy bởi độ lượng của hai bên không giống nhau tua lúa mạch khi chưa chín cứ vươn lên thẳng tắp sau khi chín vàng thì lại rũ xuống khom mình tại sao vậy bởi vì phân lượng của hai bên không giống nhau khoan dung người khác chính là độ lượng khiêm tốn với bản thân chính là phân lượng hòa hợp cùng nhau chính là giá trị của một người hai có đáng hay không nếu không cẩn thận đánh rơi một trăm đồng dường như đã làm rơi ở một nơi nào đó liệu bạn sẽ bỏ 200 đồng tiền xe để đi kiếm lại 100 đồng đó không? Một câu hỏi ngu ngốc, nhưng những chuyện tương tự lại không ngừng diễn ra trong cuộc sống, bị người ta mắng một câu, lại bỏ ra vô số thời gian để buồn bã. Nổi nóng chỉ vì một chút chuyện nhỏ nhặt, không tiếc làm hại người ta mà chẳng có lợi cho mình, không tiếc hy sinh tất cả để trả thù. Mất đi tình cảm của một người, biết rõ hết thầy đã không thể vãn hồi nhưng lại đau lòng rất lâu có đáng hay không ba điều lạ lùng nhất của con người có người hỏi thiền sư ngài có thể nói rõ được điều kỳ lạ của con người hay không thiền sư trả lời họ nóng lòng trưởng thành sau đó lại kêu than đã đánh mất đi cái thời niên thiếu thời trai tráng họ dùng sức khỏe để đánh đổi tiền bạc đến khi già rồi lại muốn dùng tiền bạc để đổi lấy sức khỏe họ đối với tương lai lo lắng không thôi nhưng lại bỏ qua hạnh phúc trong hiện tại. Bởi vậy, họ vừa không sống cho hiện tại, cũng không sống cho tương lai, khi họ sống, dường như cảm thấy bản thân sẽ không chết đi, trước khi chết lại cảm thấy bản thân dường như chưa từng sống qua. 4. Gà đẻ trứng. Gà đẻ trứng và gà cũng thải phân, nhưng bạn chắc chắn chỉ ăn trứng, không ăn phân. Với gà là như vậy, với người cũng như thế, mỗi một người xuất sắc đều sẽ đẻ trứng và cũng sẽ thải phân. Ví như anh ta rất biết mở công ty, thế thì bạn hãy mua cổ phiếu của công ty anh ta để kiếm tiền. Còn về anh ta ăn nói lung tung, bạn không cần phải học. Rất nhiều người cứ bỏ trứng ở đó không ăn, cả ngày cứ chăm chăm lo lắng về phân gà, lẽ nào bạn sẽ lớn mạnh nếu để ý đến số phân gà đó chăng? Năm nắm chặt nắm tay ông lão bảo cháu trai của mình con hãy nắm chặt nắm tay của mình nói cho ta biết cảm giác thế nào đứa trẻ nắm chặt nắm tay nói có chút mệt ạ à. ông lão hãy thử dùng lực thêm chút nữa đứa trẻ càng mệt hơn có cảm giác hơi tức thở ông lão thế con hãy buông nó ra xem đứa trẻ thở phào một hơi dài thoải mái nhiều rồi ông lão khi con cảm thấy mệt mỏi con càng nắm chặt thì càng mệt hơn. Buông nó xuống, thì có thể thoải mái hơn nhiều. Đạo lý thật đơn giản, nắm giữ chỉ làm ta mệt mỏi. Buông bỏ mới khiến tâm nhẹ nhàng. Nếu bạn thấy video này có tính ứng dụng thực tế hãy bình luận số 9. Không thực tế bình luận số 0. Điều đó có ý nghĩa rất lớn với chúng tôi. Cảm ơn thời gian quý báu của bạn.